Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn chế một cái thùng để giúp chúng ta tưới cây một cách tự động trong những ngày hè nóng nực để giúp chúng ta chăm sóc những cái cây được tốt hơn khi mà chúng ta không thường xuyên có mặt ở nhà. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ở đây dụng cụ thì chúng ta có một cái thùng nhựa. Đây mình có một cái lọ này, nó tầm độ 7 lít. Một cái van oxy. Riêng cái van oxy này thì bạn mua ở cái tiệm cá cảnh rất là nhiều. Đây cái van oxy như thế này. Đấy. Rồi một cái kéo, một ít băng tan nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thiết kế là mình sẽ khoét một cái lỗ ở phía gần đáy cái lọ nhựa này, và mình cắm cái van oxy vào. Khi mà mình vặn cái điều chỉnh cái độ mở của van oxy này thì nước nó sẽ chảy nhỏ giọt theo cái ý muốn của mình. Thì một cái thùng 7 lít này nó có thể tưới được 2 đến 3 ngày với cái mức độ tưới nhỏ giọt. Nó sẽ không làm cây bị ống nước, và nó sẽ làm cho cây luôn luôn được có cái độ ẩm thích hợp. Bây giờ mình sẽ làm thử nghiệm cho các bạn xem nhé. Mình sẽ tiến hành khoét nha các bạn nhé. Chúng ta khoét ở gần đáy này. Đây, khoét ở gần đáy nha. Khoét một cái lỗ vừa phải đấy nha các bạn nhé. Cái lỗ nó vừa cái vòi thôi. Đấy, chúng ta ngoáy thật tròn nhé. Đây, nó vừa cái vòi này thôi. Đấy, khi chúng ta cắm vào là nó vừa khít thì nó sẽ không bị hở nha các bạn nhé. Nếu mà chúng ta không có van oxy thì chúng ta có thể lấy một cái que sắt thật nhỏ, chúng ta khoan lỗ thật nhỏ nha các bạn nhé. Dùng một chút băng tan, chúng ta cuốn vào để nó kín. Đây, các bạn cuốn vào đây. Các bạn cứ làm như mình hướng dẫn nha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ này. Đấy, các bạn cắm vào cái lỗ này nha. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đổ nước vào, rồi chúng ta điều chỉnh cái van này là nó sẽ nước nó sẽ chảy nhỏ giọt, nó sẽ tưới tự động cho cái cây của chúng ta. Bây giờ mình sẽ mang ra cái cây lắp cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình sẽ làm để tưới cho cái cây hoa giấy mình trồng trên cái chậu này. Bởi vì thời tiết mùa hè ở ngoài Bắc bây giờ nó đang rất là nắng. Chính vì vậy mình sẽ chế như thế này, giới thiệu cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào. Đấy. Đấy, các bạn nhìn cái van nó đang chảy nhá. Đây, cái van nó đang chảy này. Bây giờ mình sẽ xoáy bớt nó vào. Đây, xoáy bớt nó vào. Đấy, xoáy bớt nó vào, nó chảy nhỏ giọt như thế này này. Đấy, chảy nhỏ giọt như thế này nhá. Thì nó chảy cả ngày, nó cũng chẳng hết bao nhiêu nước cả, mà cái cây lúc nào cũng được ẩm, không bị ống nước ở gốc. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy ok không? Với một cái lọ tầm 7 đến 10 lít như thế này thì chúng ta có thể tưới được 2-3 ngày. Và sau khi mà nó hết thì chúng ta lại bổ sung thêm nước. Các bạn lưu ý là nếu mà làm như thế này thì cái phần miệng này các bạn phải mở nắp hoặc là khoét cái lỗ trên nắp nhé. Thì nước nó mới ra được. Các bạn mà để kín là nước nó không ra được đâu. Ngoài ra nếu mà các bạn không có những cái lọ như thế này, các bạn có thể dùng những cái chai như thế này. Đây, những cái chai như thế này cũng được này, hoặc là những cái chai 5 lít hoặc những cái thùng sơn 20 lít các bạn đều có thể làm được như thế này. Đấy, tưới nhỏ giọt như thế này này thì đảm bảo cái việc là nó sẽ rất là đều và nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta được luôn luôn ẩm. Nó sẽ bảo vệ được cái cây trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Vâng. Qua clip này mình vừa mới hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái thùng để tưới tự động cho những cái cây cảnh của chúng ta. Khi mà chúng ta đi công tác vài ba ngày hoặc là đi làm từ sáng đến tối không tưới được thì sẽ có trợ thủ đắc lực này, nó sẽ tưới cho chúng ta. Vâng, cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Sáng Tạo và hy vọng sẽ giúp ích được các bạn rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh Sáng Tạo ủng hộ bên mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.